Xin chào, tôi là Joe Chang, trưởng ban khoa học, trưởng ban nghiên cứu phát triển sản phẩm của Nu Skin. Tại Nu Skin, our research scientists constantly evaluating and staying abreast of the latest scientific discoveries. As such, we became interested in the movement of cells. All living things are in motion. Cells move as well as components of cells. Emergence of cell research illustrates that tension and movement are important in cellular fitness, just like the whole human body. Skin cells may look static, but they are constantly moving. Like many living tissues, the skin thrives in a dynamic state. This inspired our team to investigate the potential benefits of a dynamic movement on the skin. We hypothesized that the application of a dynamic mechanical loading regime on human skin animal consisting of human dermal fibroblasts grown in 3D collagen gels would mimic the in vivo environment of skin. This loading regime còn có khả năng đo lường được khả năng sinh tổng hợp các phân tử có lợi liên quan đến sự khỏe mạnh của da cũng như sự suy giảm những yếu tố mà chúng tôi tin rằng có tác động tiêu cực đến da. Molecules believed to exhibit negative effects on skin. Chúng tôi đã tìm đến một trung tâm thử nghiệm đạt chuẩn thực nghiệm để kiểm chứng những giả thuyết của mình. Những nguyên bào sợi từ lớp trung bì của da được nuôi cấy trong môi trường collagen sau 7 ngày. After 7 days in culture, the fibroblast-seeded collagen scaffolds were evaluated and found to be viable. Được đánh giá là đã sẵn sàng để thực hiện thử nghiệm với hệ thống mô phỏng. Nguyên bào sợi sẽ được theo dõi bên trong hệ thống mô phỏng có áp dụng lực tĩnh, lực xoay tròn và điều kiện kiểm soát. Kết quả cho thấy, dưới lực tác động tĩnh có sự suy giảm collagen tiếp 1 và thành phần TGF-beta. Điều này thật sự không tốt vì chúng biểu hiện cho sự suy giảm cấu trúc protein. Control samples. Of course, this is not really a good change we would want for these genes, because this would be indicative of a reduction of structural proteins. By contrast, ngược lại, those lực tác động xoay tròn mang đến những kết quả khác hẳn, yielded different results. The expression of decorin, bilaken, collagen type 1 và TGF-beta đều có xu hướng gia tăng. Đây là những sự thay đổi mang tính tích cực cho làn da. Hãy để tôi giải thích. Chu trình TGF-beta là bước đầu tiên trong việc sinh tổng hợp mạng lưới ngoại bào. The extracellular matrix, collagen, elastin, và proteoglycan, collagen proteins, as well as proteoglycans, and chúng được sản sinh bởi nguyên bào sợi. Và điều này liên hệ mật thiết đến tính chất của da. Do đó, chúng ta muốn có sự gia tăng yếu tố TGF-beta gene expression to be upregulated. Tiếp theo, collagen type 1 kết hợp với những loại collagen khác hình thành nên procollagen. Collagen là thành phần chính được tìm thấy trong mạng lưới ngoại bào của da.
Độ ẩm là yếu tố sống còn của cấu trúc da. Và mạng lưới ngoại bào giữ nước giúp cho da luôn được hydrat hóa. Decorin và bilirubin đóng vai trò tạo liên kết với các phân tử nước. Dacrin and biglycan are moisture retaining or water binding molecules. Sự hiện diện của chúng giúp cho việc giữ nước cũng như củng cố cấu trúc mạng lưới ngoại bào. The components within the extracellular matrix. We are very excited about these results. Chúng tôi đã rất hào hứng chia sẻ nghiên cứu này and we'll have an opportunity to share them with the scientific community throughout 2017.